mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 4 tháng 11, thứ Hai, tuần 31 thường niên, Thánh Carolo Borromeo Giám mục lễ nhớ. Chích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Ân phúc đích thực. Đức Giáo hoàng Francisco từng nhấn mạnh rằng: Không một ai trong chúng ta được miễn khỏi sự quan tâm tới người nghèo và công bằng xã hội. Tông huấn niềm vui tin mừng số 201. Lời quả quyết của Đức Thánh Cha khơi gợi đề tài mà bài tin mừng hôm nay đề cập, đó là người nghèo. Người Do Thái có thói quen tổ chức tiệc tùng chiêu đãi bạn bè để tỏ lòng hiếu khách. Đức Giêsu không phản đối điều này, nhưng người chê trách người Pha-ri-siêu chỉ mời những ai thân thuộc, giàu có, ngõ hầu nhận lại sự khoản đãi. Qua đó, theo Đức Giêsu, ân phúc đích thực chính là phần thưởng dành cho ai biết quan tâm đến những người không có gì đáp lễ. Cuộc đời của Thánh Carolo Borromeo là một tấm gương sáng chói về vị mục tử giàu lòng thương yêu người nghèo. Theo gương thánh nhân, Kitô hữu mau mắn dấn thân bằng hành động cụ thể để không một ai trong xã hội thiếu thốn những điều thiết yếu. Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con cảm nghiệm được ân phúc đích thực trên con đường dấn thân cho người nghèo. Amen.